Con bạch thầy, con muốn cho các vong nhà con được siêu thoát thì phải làm như thế nào ạ? Mong thầy hoan hỷ, con muốn gửi vong vào chùa thì phải làm thế nào ạ? Muốn cho vong được siêu thoát, trong kinh Địa Tạng nói rồi đúng không? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh gì? Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho các vong linh đã mất của nhà mình, thì cộng với việc phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện mình có thể làm được thì mình đều làm. Đó. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng tiền thân của ngài là con gái của Bà La Môn, muốn đổ cho mẹ mình, mẹ của mình đang đọa trong địa ngục, ngài muốn đổ cho mẹ làm sao nhỉ? Nhất tâm lễ Phật, thậm chí là còn bán cả gì nhà cửa ruộng vườn để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân. Nhưng thôi, ở đây thì tôi không bắt các quý vị phải bán nhà cửa đâu. Nhưng mà cái gì quý của mình nhé, mình giữ hàng ngày, mà mình nhé, yêu chuộng, quý kính nó, mình sẵn sàng xả về gì, về cha, về mẹ, về người thân của mình thì mới được. Ví dụ chẳng hạn, đơn giản, nó chỉ là 1 triệu, 2 triệu bạc thôi. Đôi khuyên tài. Cái mà mình quý từ khi, có khi thật thì nó để 2, 3 đời nay, 4, 5 đời nay, cứ gì, bà truyền cho gì cho mẹ truyền cho chúng ta 3 đời, và chúng ta cũng nghĩ xong đời chúng ta không truyền cho con nữa. Nhưng bây giờ hiểu Phật Pháp, mình muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình được siêu thoát, một cái đôi khuyên tai xin tối các vị nó cũng chỉ đáng 1 vài triệu thôi. Nhưng mà đây là cái tâm của mình sẽ gì không truyền nữa, mà mình gì siêu độ báo hiếu cho cha mẹ cửu huyền tất tổ của mình là sớm được siêu thoát. Làm bằng cách nào? Có thể như trong kinh Địa Tạng nói là đem cúng dường gì tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, hoặc rằng gì phóng sinh tu phúc, hoặc rằng gì sắm sửa trai nghi, tức là đồ ăn thức uống để cúng dường trai tăng, hoặc rằng ấn tống kinh điển để truyền bá Phật Pháp, đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thì Phật tử này hỏi muốn được siêu thoát cho các vong linh người nhà thì phải làm sao mà? Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế, chứ không phải là các vị có khuyên tai, ai đeo khuyên tai, ai đeo vòng cũng phải đem gì? Đem để làm cái việc đó. Đây, ý tôi nói là mình phải dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng kính để mà làm cái việc đó thì sẽ được như nguyện thôi. Bằng không thì các quý vị để phát nguyện tụng kinh, nhất tâm phát nguyện tụng kinh, ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm như vậy, hồi hướng hết ngày này qua tháng khác, thì khi mà đủ duyên lành, đủ công đức thì sẽ giúp được người thân chúng ta để siêu thoát. Trong kinh Địa Tạng nói, bình thường ra chúng ta chả bao giờ thấy các vong linh người thân chúng ta về báo mộng hay về cái gì cả. Nhưng chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng một thời gian, tự nhiên thấy người thân của chúng ta chết đã lâu rồi về báo mộng, hoặc là đi về cho chúng ta thấy mặt thôi. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng họ đã được gì? Thoát khỏi ở dưới đường địa ngục ngạ quỷ, và họ được gì? Được đi sống, họ được tự do ở dưới quái âm, và mới đến đấy lên để báo cho mình. Các vị biết giống như người mà bị phạm tội, bị nhốt ở trong tù, họ có về thăm gia đình được không? Họ có được về phép không? Người đi tù có được về phép không các Phật tử? Vì sao? Vì họ mất hết quyền gì ạ? Mất hết quyền công dân, cho nên không có cái chuyện là người đi tù được về phép. Nhưng người đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không? Có. Người đi công tác có được về phép không? Có. Đấy, người đi công tác, đi nghĩa vụ quân sự thì quyền công dân của họ, cái quyền, tất cả mọi quyền công dân của họ vẫn còn, cho nên thì họ một năm họ có thể xin đơn vị về phép mấy ngày. Người đi làm công chức nhà nước cũng được nghỉ phép gì? Ngoài cái nghỉ phép thứ bảy chủ nhật ra thì họ còn một năm còn được 7 ngày hoặc bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa, họ dồn lại họ có thể ở nhà xa có thể về thăm người thân được. Đó. Như đấy là còn quyền công dân. Trường hợp với các vong gia đình chúng ta mà có người mất từ lâu rồi mà không thể nào về báo được, chúng ta không có một tin tức gì. Có những trường hợp thì họ đi gì? Đi đầu thai lên quái lành rồi, hoặc họ làm người, làm súc sinh rồi thì không thể làm súc sinh là một con gì? Con lợn hay một con trâu rồi đi về báo tin được, rất khó. Trừ những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì có thể có, nhưng mà đấy thì ít lắm. Hoặc là họ đi đầu thai về cõi khác rồi, đang làm con người rồi, thậm chí họ làm con người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta,
hàng ngày chúng ta vẫn thấy ở đấy, nhưng mà thì chúng ta không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy, không biết được đấy là quyến thuộc ở kiếp trước của chúng ta. Cho nên coi như một bà hàng xóm thôi, một ông, một anh, một chị hàng xóm thôi, vẫn thân thiết, vẫn gần gũi nhau, có một tình cảm đặc biệt, nhưng mà không nhận được ra nhau. Đó kiếp trước là vợ con, ông bà, cha mẹ, một thân quyến thuộc, bây giờ lại thành hàng xóm, vẫn thấy nhau đấy. Nhưng do không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có thần túc thông, túc mệnh thông, cho nên không biết được đấy là người thân của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng mà thấy được người thân chúng ta mà về mà cảm ơn, hoặc về cho chúng ta nhìn thấy người thôi. Hôm trước chúng tôi xuống giảng ở 2 tháng trước ở dưới Thạch Thất, dưới cái chùa Đại Đồng, chùa Bảo Quang, có một Phật tử nói rằng về mới tụng kinh có 21 ngày thì tự nhiên là thấy ông nội của chồng đi về cảm ơn và báo mộng rằng nhờ có thì có các con các cháu mà tụng kinh niệm Phật mà ông được thì ông được giải thoát, và ông đi về để cảm ơn con cháu và ông đi tụng kinh xong rồi đêm về 21 ngày sau thì thấy ông cụ, ông nội của chồng á về nói thẳng như thế và ra đi. Thế thì hỏi tôi rằng tháng sau lên tôi lên giảng thì bị hỏi là như vậy là như thế nào, tôi bảo đấy là mừng, đấy là rất mừng, vì giống như người gì, giống như không may mà gia đình chúng ta có một người nào đó phạm pháp bị nhốt đi tù khoảng gì gì đáng nhẽ phải 30 năm, nhưng mà bây giờ vào trong tù làm tốt, gia đình chúng ta thì cũng khuyên hóa động viên, thường xuyên vào thăm động viên, một năm vài lần động viên, và cái tội nhân đó cũng gì ở trong tù cũng làm rất tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật của gì ở trong nhà lao. Cho nên 15-20 năm sau gặp vào cái dịp mà chủ tịch nước, bộ công an và đảng nhà nước chúng ta hàng năm thường có một cái đợt gọi là cái đại gì nhỉ, đại ân xá, và được chủ tịch nước thì ký giấy ân xá một cái thì đương nhiên mới 15-20 năm nhưng mà đã được gì, được ra trước. Vậy do gì, do làm tốt chấp lao phục dịch, làm các công việc tốt ở trong gì, trong nhà lao, vậy người thân chúng ta cũng quan hệ tốt thì cũng khuyên bảo tốt, cho nên cái người đó gì, người đó hướng từ một cái chỗ xấu ác, biết ăn năn hối cải, cho nên sớm được tha thì họ mới có về, có thể về, mới có thể về với gia đình chúng ta, đúng không? Chứ không có cái chuyện là đang ngồi trong tù mà được ra chơi đã được về. Cái đấy là trường hợp đó là mừng. Vậy á, đây trường hợp Phật tử nói muốn làm sao để cho các vong được siêu thoát thì có rất nhiều cách, nhưng về bố thí, phóng sinh, cúng giảng, tu phúc, đọc tụng kinh Đại Thừa, nhất tâm hồi hướng siêu độ cho các cụ. Tụng kinh xong chúng ta phải nán lại 5-3 phút để hồi hướng. Cầu nguyện đầu tiên là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia hộ cho. Những vong linh tên là gì đó mà mình không biết hết thì cứ đi vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, nhờ vào công đức tụng kinh niệm Phật này, phóng sinh tu phúc vân vân này mà sớm được gì, sớm được thoát khổ trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh trời người, sớm được gặp Phật pháp, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái cách gì chúng ta hồi hướng cho vong linh chúng ta, người kiến thuộc. Rồi sau đó thì chúng ta mới hồi hướng cho người thân chúng ta, muốn cầu nguyện cho ai được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì chúng ta mới tiếp tục hồi hướng tiếp theo. Đó. Còn Phật tử này bảo là muốn đưa vong vào chùa thì phải làm thế nào? Cái này thì cũng đơn giản thôi, ví dụ vào cái dịp chuẩn bị đến rằm tháng 7 tới đây nè, thì lễ hội Vu Lan. Lễ Vu Lan báo hiếu thì kể cả chùa ở đây cũng có, Phật tử gần đây thì làm ở đây, Phật tử trên Tản Biên làm Tản Biên, Phật tử ở Khai Nguyên làm Khai Nguyên. Nhưng mà cái ngày pháp hội chính, 3 ngày pháp hội trung phong là cái pháp hội thủ thắng, thì chúng ta nên cùng với quyến thuộc họ hàng chúng ta để cùng nhau đóng bè tập phúc, làm bài vị, làm sớ, làm lấy vài mâm cơm chay, 3 mâm cơm chay có điều kiện thì cả chi họ chúng ta làm đến ngày đầu ngày cuối, hoặc cả 3 ngày thì càng tốt, mỗi ngày là 3 mâm cơm chay. Mâm cơm chay cũng đáng là bao, 200.000 mâm cơm thì cũng đáng là bao cả.
cả họ mà không thì không làm được cả 3 ngày thì làm 1 ngày, không làm 1 ngày thì làm một mâm cũng được. Mà chả có mâm nào thì người đến không cũng được. Cân hoa quả là được rồi, mà không có cân hoa quả thì đến không cũng được. Biết chắp gì, biết chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, biết tụng kinh là cũng được rồi. Đó. Thì đấy mình đem cái công đức đó để hồi hướng. Còn những cái cúng phả đổi ra tiên các thứ bình thường thì cũng được, nhưng cái đó cái công năng của nó thì ít lắm. Vì sao? Thì có mấy vị sư cúng thôi, có mấy Phật tử cúng thôi. Nhưng cái này Pháp Hội Trung Phong á, hàng mấy chục vị sư cúng, hàng 4-5 ngàn Phật tử thì đồng niệm trợ duyên, cho nên cái sức mạnh của nó là gấp bội phần. Vì vậy mà vào cái Pháp Hội đó thì trường hợp này chúng tôi khuyên là nên bố trí thời gian đến để làm cái lễ đó sẽ tốt hơn.